Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor rung, có thể điều chỉnh được lực rung, sử dụng điện áp 3 pha 380V, công suất 1,5 kW. Có mã hàng là CVM gạch ngang 2000-3, sử dụng điện áp 3 pha 380V, lực rung khoảng 20 kN, dòng điện ampe định mức 4.07 A, tốc độ khoảng 3.000 vòng trên phút, hệ số bảo vệ kháng nước kháng bụi IP65, cấp chịu nhiệt của dây đồng là cấp F, chế độ làm việc liên tục S1. Ứng dụng giúp khai thác khoáng sản, đái vàng, đồng nhôm, lọc các tạp chất khỏi thành phẩm, lấy sỏi ra khỏi cát. Có tổng chiều dài là 430 mm, tổng chiều cao khoảng 270 mm, tổng chiều rộng khoảng 232 mm, khoảng cách tâm lỗ chân đế ngang trục là 190 mm, khoảng cách tâm lỗ chân đế dọc trục 140 mm. Sau đây sẽ là hình ảnh búa rung bên trong. Khi chúng ta muốn điều chỉnh lực rung thì mình nới lỏng ốc này và điều chỉnh búa rung trên thang rung ở đều hai bên sẽ điều chỉnh được lực rung theo ý mình mong muốn. Sau đây là hình ảnh kho xưởng và văn phòng công ty.